Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, báo cáo mật được gửi cho Tập Cận Bình lo ngại nguy cơ nước Mỹ có thể có nổ súng. Giới chức lãnh đạo Trung Quốc bị cả thế giới ghét cao độ, báo cáo mật gửi ông Tập Cận Bình lo ngại nguy cơ nước Mỹ có thể nổ súng. Nhận định Bắc Kinh bước vào thời kỳ bị cả thế giới căm ghét cao độ không chỉ là nhận định của nhiều người bên ngoài mà còn cả nội bộ hàng ngũ, những người lãnh đạo Trung Quốc qua một báo cáo mật gửi cho Tập Cận Bình mới đây. Một báo cáo nội bộ của Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh phải đối mặt với làn sóng thù địch đang gia tăng sau sự bùng nổ của virus Vũ Hán có thể khiến cho mối quan hệ với Hoa Kỳ trở thành đối đầu Báo cáo được Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc trình bày hồi đầu tháng trước cho các lãnh đạo hàng đầu Bắc Kinh bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình kết luận rằng thái độ chống Trung Quốc toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989. Các nguồn tin cho biết, do đó Bắc Kinh phải đối mặt với làn sóng chống Trung Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo sau hậu quả của đại dịch và cần phải chuẩn bị trong một tình huống xấu nhất cho cuộc đối đầu vũ trang giữa hai cường quốc toàn cầu. Theo những người quen thuộc với nội dung báo cáo, người từ chối xác định do danh tính nhạy cảm và do có tính nhạy cảm của vấn đề. Báo cáo được lập bởi Viện Quan hệ Quốc tế Đường Đại Trung Quốc, CICIA, một cơ quan cố vấn liên kết với Bộ An ninh Nhà nước, cơ quan tình báo hàng đầu của Trung Quốc. Reuters đã không có tài liệu tóm tắt nhưng nó được mô tả bởi những người đã được tiếp xúc trực tiếp với báo cáo này dẫn lại. Tôi không có thông tin liên quan, văn phòng phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố trả lời các câu hỏi của Reuters cho biết. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc không có chi tiết liên lạc công khai và không thể đưa ra bình luận. CICIA, một nhóm chuyên gia tư duy có ảnh hưởng cho đến năm 1980, nằm trong Bộ An ninh Nhà nước và tư vấn cho chính phủ Trung Quốc về chính sách đối ngoại và an ninh đã không trả lời yêu cầu bình luận. Reuters không thể xác định mức độ đánh giá khắc nghiệt của nó và được mô tả trong bài viết trong phản ánh với các nhà lãnh đạo nhà nước Trung Quốc và ở mức độ nào. Nếu có, nó sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhưng việc trình bày báo cáo cho thấy Bắc Kinh nghiêm túc trước mối đe dọa. Quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ được xem là đang tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ với những điểm thông tin không tin tưởng và xích mích ngày càng sâu sắc từ những cáo buộc của Hoa Kỳ về thực tiễn thương mại và công nghệ không công bằng đối với tranh chấp ở Hồng Kông, Đài Loan và các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Trong những ngày gần đây, tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với chiến dịch tái tranh cử khó khăn hơn vì virus Vũ Hán đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng của người dân Mỹ và tàn phá nền kinh tế Mỹ, đã khiến cho ông tăng cường chỉ trích Bắc Kinh và đe dọa thuế quan mới đối với Trung Quốc. Chính quyền của ông trong khi đó đang xem xét các biện pháp trả đũa chống Trung Quốc về sự bùng phát các quan chức cho biết Người ta tin tưởng rằng Hoa Kỳ muốn kiềm chế một Trung Quốc đang trỗi dậy, điều này đã trở nên quyết đoán hơn trên toàn cầu khi nền kinh tế của nước này phát triển. Bài kết luận rằng Washington coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa an ninh kinh tế và là thách thức đối với nền dân chủ phương Tây. Báo cáo cũng cho biết rằng Hoa Kỳ đang nhắm đến việc hạ bệ giới lãnh đạo cầm quyền bằng cách làm suy yếu niềm tin của công chúng. Thật ra chưa có bản báo cáo này thì cũng sẽ thấy thế giới đã phẫn nộ Bắc Kinh như thế nào. Trong bản báo cáo đã chính thức xác nhận vấn đề này một lần nữa bởi các tập hợp số liệu. Điểm đáng sợ lần này do so với sự căm ghét hồi như hồi ở vụ Thiên An Môn là hồi đó thế giới chỉ căm ghét do sự dã man của Bắc Kinh, còn bây giờ thì thế giới đã bị ảnh hưởng. Nhưng lần này do ảnh hưởng quá nặng nề nên bản báo cáo lo ngại có thể xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung. Tôi cũng cho rằng rất có thể xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung nếu như Bắc Kinh cứ khăng khăng trả đòn với Mỹ như hiện nay. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng khai hỏa với Việt Nam trên Biển Đông. Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh đảo Hải Nam miền Nam của Trung Quốc ngày 30 tháng 4 cho biết lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm ở biển Hoa Nam, tức Biển Đông, đã bắt đầu từ hôm 29 tháng 4 và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 8 tới đây. Phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía Bắc Biển Đông đến 12 độ vị Bắc, bao gồm cả một phần Bình Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngoài ra còn có bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép sau cuộc đối đầu với Philippines vào năm 2012. Theo cơ quan trên không hoạt động đánh bắt cá nào được phép tại vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc ngoại trừ câu cá trong thời gian này. Tất cả các tàu đánh cá đã trở về các đảo ở đảo Hải Nam lúc 0 giờ ngày 29 tháng 4. Theo Tân Hoa xã dẫn thông báo từ lực lượng hải cảnh của Trung Quốc, 50.000 tàu cá sẽ dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3 tháng rưỡi và lực lượng này sẽ thực thi lệnh cấm một cách nghiêm ngặt theo cái gọi là quy định và luật pháp liên quan. Trong thời gian áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng rưỡi Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra an toàn ngư lưới, cụ và tàu thuyền, đồng thời tập huấn các quy định và kỹ năng liên quan cho ngư dân. Trước đó, lực lượng Hải cảnh và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo tăng cường tuần tra và giám sát kể từ ngày 1 tháng 5 nhằm bắt giữ tàu thuyền vi phạm. Báo mạng Anh Express ngày 2 tháng 5 cho rằng với lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Bắc Kinh tự cho quyền bắt giữ tàu cá Việt Nam Philippines đánh bắt trái phép trong khi hai nước Đông Nam Á này luôn bác bỏ và lên án lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc. Kể từ năm 1995, Trung Quốc đã thi hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên để bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của đại dương khỏi nguy cơ đánh bắt quá mức. Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông bắt đầu được áp đặt đơn phương vào năm 1999. Mặc dù gặp phản đối gay gắt từ Việt Nam và các nước, nhưng Trung Quốc không ngừng thực hiện lệnh cấm đánh bắt vào giai đoạn tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần liên tục phản đối và kịch liệt bác bỏ việc Trung Quốc đơn phương ra quyết định cấm đánh bắt. Quan điểm của phía Việt Nam là quy chế cho chính quyền Bắc Kinh Ban hành đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra phía Trung Quốc cũng xâm phạm các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam. Quan trọng hơn, nếu chiếu theo luật pháp quốc tế trong đó bao gồm công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, quy chế của Trung Quốc cũng bất hợp pháp. Quy chế này đi ngược với tinh thần và nội dung quy định trong tuyên bố về cách ứng xử ở biển Đông DOC giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Thậm chí, quy chế cấm đánh bắt còn vi phạm thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề biển giữa các nước Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2011. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong nhiều lần phát biểu đã khẳng định Việt Nam cho rằng những biện pháp bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh vật cần phải được thực hiện phù hợp với những quyết định của UNCLOS năm 1982, đồng thời không làm phương hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển của tất cả các nước có liên quan. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với luật UNCLOS năm 1982. Bà Hằng nhấn mạnh, Ngày 4 tháng 5, Hội nghề cá Việt Nam có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương phản đối phía Trung Quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Tại văn bản này, Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối phía Trung Cộng có thông báo về quy chế cấm đánh bắt cá trên biển Đông. Phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía Bắc biển Đông đến 12 độ vĩ Bắc bao gồm cả một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quy chế này xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam, vi phạm các quyền lợi và lợi ích hợp pháp và pháp lý của Việt Nam gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Hội nghề cá Việt Nam khẳng định: Quy chế này không có giá trị pháp lý đối với các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngư dân Việt Nam hoàn toàn có quyền đánh bắt trên các vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Hội nghề cá Việt Nam nhấn mạnh Hội đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp phản đối mạnh mẽ nhằm ngăn chặn chấm dứt hành động ngang ngược của Trung Quốc. Cùng với đó, thường xuyên tăng cường lực lượng chấp pháp trên biển để hỗ trợ và bảo vệ ngư dân Việt Nam khi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam. Về phía hội nghề cá Việt Nam, hội sẽ tích cực chỉ đạo các hội thủy sản hội nghề cá và các địa phương tuyên truyền cho ngư dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật khi đi đánh bắt cá trên biển. Đồng thời kêu gọi hội ngư dân bình tĩnh, yên tâm bám biển đẩy mạnh sản xuất và kiên quyết thực hiện quyền lợi chính đáng của mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Việc thông báo cấm đánh bắt cá nói trên là động thái mới nhất trong chuỗi hành động khiêu khích và ngang ngược gần đây của Trung Quốc ở biển Đông. Hồi đầu tháng 4, một tàu cá của Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm, khiến cho 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn. Chính quyền Trung Quốc hôm 19 tháng 4 đã công bố cái gọi là danh sưng tiêu chuẩn của 25 đảo và dạng san hô cùng với 55 thực thể ở Biển Đông. Một ngày sau khi Nga ngược thành lập hai cơ quan hành chính nhằm kiểm soát phi pháp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó hôm 16 tháng 4, Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã bám theo tàu khai thác dầu West Cavelara của công ty dầu khí Petronas Malaysia hoạt động ở Biển Đông. Những hành động liên tiếp mang tính chất hung hăng thời gian gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội, nhất là trong thời điểm cộng đồng quốc tế vẫn đang đối phó với dịch virus Vũ Hán. Hoa Kỳ không tỏ ra khoanh tay trước những hành động lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt trong thời gian cả thế giới chống dịch virus Vũ Hán. Bốn anh đặc cơ B-1B và với 200 quân nhân từ căn cứ không quân DGS ở Texas đã được điều đến căn cứ Anderson trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Từ ngày 1 tháng 5 và chưa rõ thời gian kết thúc, 3 chiếc B và 1 B bay thẳng đến căn cứ Guam, chiếc còn lại bay đến Nhật Bản tập huấn với hải quân của Hoa Kỳ trong khu vực. Trong thông cáo ngày 1 tháng 5 của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ Chatcom, một nhiệm vụ của đội máy bay B-1B đã hỗ trợ lực lượng tại Thái Bình Dương và Đồng Minh tham gia các nhiệm vụ mang tính dân đề chiến lược ổn định trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trước đó, ngày 30 tháng 4, hai chiếc B-1B Lancer thuộc không đoàn ném bom số 28 xuất phát từ căn cứ Nam Dakota, Mỹ đã có chuyến bay diễn tập trong vòng 33 giờ với trọng tâm là Biển Đông. Đây là lần đầu tiên anh tạc cơ hạng nặng trở lại Guam sau khi rời căn cứ này vào giữa tháng 4 năm 2019, kết thúc chiến dịch 6 tháng của các loại oanh tạc cơ B-52, B-1 và B-2 ở căn cứ Andersen. Loại máy bay ném bom B-1 có khả năng chở nhiều vũ khí nhiều hơn máy bay B-52, trong đó có bom dẫn đường GDAM và tên lửa hành trình chống hạm. Trước đó, ngày 21 tháng 4, Hải quân Mỹ xác định đã điều hai tàu chiến ra biển Đông, trong khi nguồn tin của Reuters nói các tàu này hoạt động gần khu vực được cho là diễn ra sự đối đầu giữa Trung Quốc và Malaysia. Theo thời theo giới quan sát đây được xem là thông điệp cảnh báo gửi đến Bắc Kinh khi tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đã bị phát hiện đang tiến hành khảo sát gần khu vực mà tàu thăm dò của công ty dầu khí nhà nước của Malaysia Petronas đang hoạt động. Hành động của Hải Dương địa chất 8 giống với những gì tàu này đã làm ở vùng biển Việt Nam vào cuối năm ngoái. Bà Nicole Sweetman Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ ngày 21 tháng 4 cho biết tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã được triển khai ở Biển Đông. Thông qua sự kiện và sự hiện diện liên tục ở Biển Đông, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và nguyên tắc quốc tế vốn làm nền tảng an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Mỹ ủng hộ các nỗ lực của đồng minh và các đối tác trong việc quyết định lợi ích kinh tế của riêng mình, bà Swayman viết trong một tuyên bố bằng email gửi cho Reuters. Bộ Quốc phòng Australia ngày 22 tháng 4 cũng thông báo tàu hộ vệ HMAS. Paramatta của Australia cùng với 3 tàu Mỹ gồm tàu tấn công đổ bộ USS America, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry đã thực hiện cuộc diễn tập chung tại Biển Đông. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 4, Mỹ tiếp tục điều động máy bay ném bom và tàu chiến hoạt động ở vùng Biển Đông, thể hiện một thông điệp mạnh mẽ nhằm thách thức các hành vi gần đây của Trung Cộng. Hãng tin USNI dẫn thông cáo của Trung tá Rin Momsen, phát ngôn viên hạm đội 7 Hải quân Mỹ, cho biết tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill ngày 29 tháng 4 đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Thông cáo nêu rõ hoạt động này khẳng định quyền hàng hải và tự do ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Một quan chức giấu tên của Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Bunker Hill đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là lần thứ hai trong một tuần Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Hôm 28 tháng 4, tàu khu trục USS Bali cũng tiến hành hoạt động tuần tra gần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là một chuỗi trong các hoạt động của Mỹ nhằm thể hiện cam kết trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do tự do và mở rộng. Rõ ràng Trung Quốc đang thúc đẩy yêu sách phi lý ở Biển Đông và lợi dụng bối cảnh các nước phải dồn toàn lực cho cuộc chiến chống virus Vũ Hán. Hành vi vi pháp của Trung Cộng suốt từ nhiều năm qua tại Biển Đông vốn đã liên tục bị phía Việt Nam phản đối. Hơn nữa, Trung Quốc lại tiếp tục hung hăng đẩy mạnh hành vi ngang ngược của mình vào thời điểm các nước đang phải vật lộn với đại dịch mà ít nhất trong đó có một phần lỗi của Bắc Kinh thì lại càng chứng tỏ sự nguy hiểm và của thể chế độc tài này. Dã tâm của Trung Quốc là ép các nước Đông Nam Á từ bỏ quyền lợi hợp pháp của mình được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS ép họ chia sẻ vùng quyền vùng đặc quyền kinh tế với Bắc Kinh. Để làm được điều này, Trung Quốc đang ra sức hợp pháp hóa việc trừng phạt các nước Đông Nam Á khi cố gắng tự khai thác tài nguyên trong vùng chủ quyền của mình. Nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh sẽ khó thực hiện được âm mưu thôn tính lãnh thổ vì Việt Nam đã hiểu bản chất của những người đồng chí phương Bắc. Họ sẽ đấu tranh bằng mọi biện pháp, kể cả dùng vũ lực hải quân để tự vệ khi tấn công. Mỹ cùng với đồng minh và các quốc gia liên đới cộng đồng quốc tế sẽ không để cho những hành vi coi thường pháp luật quốc tế tái diễn đe dọa đến trật tự an ninh và hòa bình của thế giới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.